Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu về các học viện và các trường cao đẳng nằm trong danh sách các trường được cấp visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính khi du học tại Canada. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường Knox Island College cùng với công ty tư vấn du lịch du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương các bạn nhé. Thì giới thiệu sơ nét về trường Knox Island College là trường cao đẳng công lập tọa lạc tại đảo Vancouver, tỉnh British Columbia. Nằm trong thung lũng Comox xinh đẹp, trường chào đón sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới với học phí thì phải chăng là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn sinh viên Việt Nam với chương trình tiếng Anh ESL toàn diện. Trường cũng chú trọng cung cấp các chương trình đại học với 2 năm học tại trường và 2 năm trực tiếp lên các trường đại học khác. Cùng với mức học phí thấp, chương trình này cũng cung cấp cho sinh viên đầy đủ những kỹ năng với các lớp học sĩ số nhỏ để hỗ trợ cho sự thành công của sinh viên tại các trường đại học. British Columbia, chứng chỉ du lịch và khách sạn với chương trình thực tập hưởng lương là một lựa chọn tốt cho các bạn sinh viên Việt Nam muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Văn bằng kinh doanh của trường cung cấp chương trình cử nhân 3 năm, 1 năm sau đại học cũng như là nhiều chứng chỉ tùy chọn khác. Nghệ thuật ẩm thực với sự phát triển kỹ năng chuyên sâu và dễ dàng tìm được việc làm đã cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho các bạn sinh viên đang có kế hoạch để trở thành một đầu bếp. Về các chương trình quan trọng khác bao gồm như là mỹ thuật và thiết kế, giáo dục mầm non, truyền thông và thiết kế web, sinh viên muốn tìm kiếm cuộc sống ở một thành phố nhỏ với bầu không khí an toàn và thân thiện, học phí phải chăng, tham gia nhiều hoạt động dễ dàng tìm đến với thành phố Vancouver sẽ là một lựa chọn tuyệt vời khi học tại trường North Island College. Thì trường khai giảng vào tháng 9, tháng 1 và tháng 5 hàng năm. Yêu cầu tuyển sinh của trường là IELTS 6.0, TOEFL là 550 hoặc là IBT 80, học lực khá trở lên. Để tìm hiểu thêm về chi phí khác như là phí xét hồ sơ, phí xin visa cũng như là học phí, các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Về thông tin về trường thì tôi vừa mới chia sẻ với tất cả các bạn. Vậy còn thông tin về chương trình visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính khi du học tại Canada là như thế nào? Thì thực ra đó là chương trình CES Canada Express CD. Chương trình này sẽ giúp cho việc xét hồ sơ nhanh hơn và gọn hơn so với cái việc cấp xét visa một cách thông thường. Với một điều lưu ý là chương trình này hiện nay chỉ được thực hiện trong danh sách 36 trường là thành viên quy bộ các trường học viện và cao đẳng tại Canada. Chương trình trước mắt chỉ có dài 18 tháng, sau đó thì không biết có được gia hạn hoặc mở rộng thêm hay không. Nên còn chần chờ gì nữa, các bạn không nhanh tay lên để tiến hành nộp bộ hồ sơ để biến giấc mơ Canada thành sự thật, để có trong tay bằng cấp được công nhận quốc tế. Mọi chi tiết về chương trình các bạn hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội, chúng tôi có một chi nhánh ở ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.